Thưa quý vị, sau hơn 2 năm căng mình ứng phó với đại dịch COVID-19, đến nay Đà Nẵng đã cùng với cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh để kinh tế xã hội dần được phục hồi và lấy lại đà phát triển. Song với đảng bộ, chính quyền và hơn 1 triệu người dân Đà Nẵng, những ngày tháng đồng cam cộng khổ ấy sẽ mãi không bao giờ quên. Đặc biệt là 20 ngày ai ở đâu thì ở đó, đúng một năm về trước. Đối mặt với khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ, sức mạnh từ ý đảng lòng dân đã trở thành bức tường thành vững chắc, tạo tiền đề để thành phố ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cũng như nhiều người dân khác ở Đà Nẵng, hơn một năm trước, gia đình chị Khánh Ly đã tuân thủ ở nhà để cùng thành phố chống dịch, được cung ứng thực phẩm tận nhà, đồng thời chi bộ tổ dân phố thường xuyên động viên nên chị và người dân xung quanh luôn yên tâm thực hiện giãn cách. Mình cũng cảm thấy là mình rất là an tâm khi ở đây vì có sự giúp đỡ rất là tốt của các chú, các bác là bí thư chi bộ của các bác tổ trưởng dân phố. Họ dù rất là lớn tuổi nhưng mà họ rất là nhiệt huyết và đảm bảo được đó là cái tinh thần là mọi người dân ở tại nhà vẫn có thể là sinh hoạt rất là đầy đủ. Ngày 16 tháng 8 năm 2021 đã đi vào lịch sử phòng chống COVID-19 của Đà Nẵng khi hơn 1 triệu người dân thành phố thực hiện quy định chưa từng có tiền lệ, ai ở đâu thì ở đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh khi đó dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao liên quan đến chợ đầu mối, cảng cá, khu công nghiệp, rồi các khu vực kiệt hẻm đông dân cư. Có thể coi như đây là một cái trận đánh lớn của chúng ta trong cái công tác phòng chống dịch. Gần như chúng ta dốc lực lượng và chúng ta ra những cái đòn có tính chất quyết định. Nên là tôi đề nghị là các đồng chí phải thấy rất rõ những cái khó khăn vướng mắc đang chờ chúng ta ở phía trước và đòi hỏi chúng ta phải có cái sự quyết tâm rất là cao thì chúng ta mới đảm bảo cái thành công được. Trên tinh thần nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy, cả hệ thống chính trị đã được huy động. Mỗi phường, xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Guồng máy chống dịch của thành phố hoạt động không ngơi nghỉ trên mọi mặt trận. Ngoài các cuộc họp, ban chỉ đạo đều đặn mỗi ngày, có khi họp xuyên trưa, thậm chí có cuộc họp đến khuya. Khi ấy, lãnh đạo thành phố luôn có mặt động viên cũng như đồng hành giải quyết vấn đề cùng cơ sở, nhất là tại các điểm nóng. Để sớm kiểm soát được COVID-19, ngành y tế và các địa phương đã tăng tốc thực hiện truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại các điểm nóng, đồng thời đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng, bao phủ toàn thành phố. Kết quả thành phố ghi nhận hơn 2.700 ca mắc COVID-19. Nếu không giãn cách nghiêm ngặt, xét nghiệm trên phạm vi rộng, nguy cơ COVID-19 bùng phát thực sự đáng báo động. Khu dân cư Hòa Phú 7 là trong cái mùa dịch vừa qua thì toàn thể nhân dân, cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể là rất quyết tâm không là để cho dịch xảy ra trong khu dân cư. Đà Nẵng là có những cái quyết sách rất là đúng đắn mà được là lòng dân, được dân là tin tưởng vào là chính sách lãnh đạo của đảng và chính quyền thành phố. Hơn 2 năm ứng phó với COVID-19 và Đà Nẵng là một trong những tâm điểm của dịch bệnh, thành phố đã huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch. Bài học ý đảng lòng dân một lần nữa được đảng bộ và chính quyền thành phố vận dụng linh hoạt và trở thành dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng để thành phố cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới như hiện nay.